Cái lý do em làm show này cũng một phần là do anh. Dạ em rất thích cái này đúng không? Em chắc chắn ngày hôm nay em làm cái này. Thì ngày mai em đâu cần quay ngược lại em hỏi ngày tháng hôm qua mình sống đáng không? Tại em biết em đã làm rồi mà. Mấy chục triệu view đó nó chả xá gì với anh bằng một gói xôi của thằng bạn anh đi lắp thang máy cho công trình. Sáng ra nó nghe bài nhạc đó nó bao anh học xôi. Kiểu à, thì em thấy vui. Lạc đề. Anh biết xem nó ít rồi đó nhưng mà nói chứ cái này vui nữa. Cũng đâu cần phải thể hiện là mình cao hơn người ta, giàu hơn người ta làm chi. Mình ăn cơm của người ta mà, không chối bỏ được đâu. Dễ thương quá. Cái chất miền Tây nó cứ lộ. Xin chào mọi người, mình là Lan Nhi, mình là host của podcast Your Turn. Thì chúng ta có một khách mời thường trực, đó chính là producer Chris Ngô. Và một khách mời vô cùng đặc biệt, cũng là idol của Nhi, là anh Lan LD. Xin mời, xin chào mọi người đến với chương trình ngày hôm nay. Yeah, Lan xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình. Và thật sự thì mình cũng rất là vui khi mà được trở thành khách mời của chương trình của Nhi và Chris Ngô. Bởi vì mình cũng có theo dõi và mình khá thích về cái nội dung mà mọi người đang làm. Yeah. Cảm ơn anh. Thì nói chung là chiêu hơn anh. Anh chiêu mà. Em biết không, khi mà mình giới thiệu một cách nào đó nó bị công nghiệp hóa dần, nó trở thành một cái thói quen luôn rồi. Mình cảm thấy là mình cứ nên như vậy để mình biết là mình chưa biết được là ai sẽ xem. Cho nên là mình cứ nên lịch sự nhất có thể thôi. Chắc chắn về những cái phần nội dung chia sẻ thì chắc là mình sẽ luôn tự nhiên nhất rồi. Mình cảm thấy như thế nào mình sẽ nói vậy thôi. Keep it real. Ok. Thì đầu tiên tụi em muốn hỏi là cái bài hát anh nghe gần nhất ở trên Spotify hoặc là bất kỳ nền tảng nào là gì? Spotify hả? Dạ vâng. Thì thật sự có thể hơi tự luyến nhưng mà anh vẫn đang nghe bài Color Color của anh với Chris. Mình cứ đi nghe lại nhạc mình suốt. Trên đường đi anh vừa nghe luôn. Em cũng hay nghe lại. Là bài đó thì em khá là em thích cái bài đó, em thấy em nghe lại được nhiều á. Anh rất vui chuyện đó. Tại vì thường anh hiểu là cái tâm lý anh em mình mỗi lần mà làm xong cái bài gì nó quá lâu quá dài ấy, là mình bị ngán nha. Cảm giác nghe nó rất là bội thật luôn. Anh cũng rất là thường bị cái cảm giác đó ở nhiều bài luôn. Nhưng mà qua cái bài đó thì nó lại bớt hơn. Bớt hơn. Cho tới lúc mà mình out nó ra rồi mà mình vẫn còn muốn nghe nữa, chưa bị tới cái cảm giác đó. Vậy cái điểm đặc biệt của cái bài đó là cái gì? Anh nghĩ là về câu chuyện đó thôi. Tại vì giống như những cái gì mà anh viết trong đó, nó có thể nó là một cái câu để mà vô thưởng vô phạt, nhưng mà nó sẽ đại diện cho một cái vấn đề gì đó anh đã gặp và anh đúc kết ra cái đó. Thì mỗi lần anh nghe mấy cái đó nó có cái ý nghĩa riêng với mình, nên mình luôn nghe. Nhất là những vấn đề đó nó vẫn còn đang sao động con tim mình, chứ nó chưa có đi qua. Cho nên là mình vẫn còn muốn nghe nó. Em cái thể loại mà em làm với anh á, thì em thích nhưng mà em chưa có cơ hội được làm cái thể loại đó. Thì anh cho em làm cái đó và nó ra được cái màu muốn. Anh nhớ cái lúc mà mình đóng master cái bài đó, kiểu lúc mà mix được cái vocal á, em khá là ưng, xong rồi em cứ nghe. Thật ra là mới tối hôm qua mới nghe. Thì thật sự anh cũng có cái vấn đề với cái lỗ tai của mình, anh nghĩ vậy. Tức là anh cũng không có tự tin cho cái phần nghe của mình quá nhiều. Đôi khi là mình cần những cái người partner, giống như những người cộng tác giống như Chris. Là em nghe em biết được là anh ơi, em muốn cái đoạn này cái giọng nó vậy. Em thấy nó sẽ hợp lý hơn. Thì đôi khi một cái sự gợi ý thôi, đôi khi mình có thể làm được rất là nhiều cái nhưng mà mình lại bị cô lập ở trong cái ý muốn của mình chỉ một nguồn ấy. Thì nó cũng là cái hạn chế và làm cho mình nó cứ lây hoay với cái bài nhạc. Nhưng mà khi mà có người đóng góp ý kiến và mình đủ tin tưởng, thì mọi thứ được giải quyết dần. Đôi khi có lúc anh không tin, anh nghe anh cảm thấy nó không hợp với anh, nhưng mà risk nó ok, anh cũng tin risk. Và sau khi nghe nhiều hơn thì mình mới thấy bài này nó sinh động hơn rồi. Nó không bị một voi hay là một kiểu quá. Nếu mà cảm giác của em ngồi đây, em chỉ muốn nói là em cảm thấy anh Chris là một người rất giỏi hay là theo một kiểu nào đó, nhưng mà tất cả các anh em ngồi đây, ngồi trên chiếc ghế này đều thể hiện một niềm tin tuyệt đối với người producer này. Anh nghĩ nên anh tự tin lên, anh đừng có nhảy nữa. Gan lên coi. Anh cứ nhảy đó. Anh không cần hình thể của Chris, anh không cần Chris gan. Nhưng mà chỉ cần anh Chris, anh nói cái đầu của Chris anh hay ngại, anh hay mất tự tin về bản thân.
đôi khi đó là cái gia vị, cái tính cách đó nó lại làm cho mình kiểu thu vào bên trong hơn, và trong lúc đó thì em sử dụng được cái mindset của em để em làm nó nhiều hơn. Nếu mà một người thể hiện quá nhiều, cũng đồng ý họ sẽ không còn chất liệu để họ thể hiện ra cái mặt khác thì sao. Giờ mới nói thì nói chung là cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Đó là em thì nói chung em hơi ngại hơn. Ở đây một người khi làm nhân hay ngại. Anh cũng mới bị ngại cho nên anh không thể để chuyện nó nhắm thẳng vào một mình anh được. Anh phải chia sẻ cái cảm hứng, cái cảm giác đó cho em. Hồi mình phải kiếm gì đó cho Nhi ngại theo thì ba tụi mình sẽ cùng lúng túng trên cái ống kính này. Ok, em khó lắm. Ráng mà kiếm đi. Thì nói chung là ok, đây là bí mật hồi nãy em nói với anh nè. Ok, thì cái lý do em làm show này cũng một phần là do anh. Sao vậy? Thì bữa anh có nói với anh Ricky Sa đó. Và anh Tắc đó. Nhờ nói chuyện với anh đó. Mà ảnh có ý tưởng làm show này. Là hôm cái hôm mà em chạy qua quận 8 á, ngồi nói chuyện. Ý là bữa đó em nhớ là anh Lăng kêu nói chuyện 4 giờ cà phê chơi thôi mà. Chơi anh tưởng 5 giờ mấy anh về rồi. Nhưng mà anh cứ ngồi nói chuyện đến 8 giờ anh thấy thấy rất là thích. Cái xong em có hỏi anh là vậy em làm podcast em rủ anh nha. Cái anh nói ok đó. Thì chắc chắn rồi, tại vì tất cả mọi thứ gì, những cái người bạn của mình hay là tất cả những người gì mình thấy họ có thể làm và kiểu nó vui ấy, mà mình cũng có thể đóng góp được ấy, thì anh luôn muốn làm thôi. Cái chuyện đó nó khá bình thường. Nhưng mà anh không tin, không, anh nên tin em là người nói được làm được cho tới rất là nhiều cái xảy ra với anh em mình rồi. Âm nhạc cho tới những cái gì em nói với anh em đều làm được hết. Ok, ở đây xin chúc mừng Chris. Ngại dữ chưa? Một lần ngại nữa. tự nhiên vô cái podcast này. Mình nghĩ là chừng 2-3 câu nữa mình sẽ khóa được mỏ của Chris. Đó chỉ cần Okay. Thì em thích cái màu là cái màu gia đình của anh đó. Tại cái bài mà anh đi thi rap Việt á, cái bài mà anh rap về mẹ, em coi bài đó chắc 50-60 lần rồi anh. Thiệt luôn hả? Thiệt. Ý là cái bài đó là bài hát mà em sẽ bật lên để nghe mỗi khi em cần có một cảm xúc mạnh. Lúc mà phát sóng chương trình đó là em có coi live. Cái bạn đó thì em đã rất là xúc động. Nhưng mà cái mẹ em cảm thấy khá là sốc, là tại vì mỗi lần em xem cái bài đó lại trong những hoàn cảnh khác nhau, cái cảm xúc của em nó vẫn y nguyên. Tức là lần nào em xem cũng khóc ấy. Đôi khi với anh á, nhiều khi cái cảm giác mà mình nghe nhạc của mình á, nó sẽ rất khác với mọi người. Nhiều khi nếu mà nói là từ anh ra, giống như anh nói ấy, từ những cái điều anh viết á, có khi nó mọi người nghe nó rất bình thường, nhưng mà nó đại diện cho một góc độ vấn đề của anh ấy, thì anh hiểu rõ hơn. Thì nhiều khi cảm xúc của anh cho nó sẽ nhạy cảm nhiều hơn là với mọi người. Thì anh cũng không biết nói sao, chỉ là trong cái lúc đó mình chỉ muốn vận dụng hết những cái đó để mình làm chất liệu thôi. Nhưng mà em nói như vậy thì anh chỉ biết cảm ơn em thôi. Sự mình trân quý từng cái sự nghe, từng cái sự chào đón mà mình làm. Nhưng mà em nghĩ cái đó là cái tôi nghệ sĩ của anh mà em rất là thích. Tức là cái cảm xúc mà anh dồn vào nó, em nghĩ là nó đủ nhiều để khi mà khán giả, một người mà không biết về anh, không biết về cái hoàn cảnh gia đình của anh, người ta nghe, người ta thấm, người ta hiểu và người ta bị rung động. Và em nghĩ cái cảm xúc rung động là một cái rất là đắt. Trong cuộc sống này không có nhiều thứ để làm mình rung động đến vậy. Em nghĩ vậy. Cho nên là em rất là trân trọng cái đó. Thì với anh thì những cái đó nó cũng mang tính ngẫu nhiên rất là nhiều. Giống như là nếu mà em dự tính rằng em sẽ làm cho người ta như thế nào đó thì chắc chắn mình sẽ không làm ra chuyện đó được. Thì ngay lúc đó nó cũng chỉ là anh tập trung vô cái câu chuyện của mình. Mình muốn nhân cái cơ hội này mình nói được. Cũng hơn hết là do cái chủ đề lúc đó anh chọn nữa. Lúc đó đang thi một câu trendy nhưng mà cái bản nó nguy hiểm quá. Là anh chỉ nghĩ là anh muốn viết về cái nội dung đó, về cái hướng mình khai thác ấy, là về gia đình ấy. Thì nó nên nằm ở chung kết thì nó tuyệt nhất. Nhưng mà mình thì với cái tâm lý của mình thì anh không nghĩ là có thể để mình dành có thể đi được tới đó để mà mình để dành. Nó không có cái giới an toàn ở đó. Không phải là cái vùng an toàn ở đó. Cho nên mới sử dụng luôn. Mà cái chủ đề đó thì nó cũng khá hay, nó hợp với mình và nó hợp với rất nhiều người. Cho nên là anh nghĩ nó nhiều khi âm nhạc nó không phải là chỉ dành cho sự quan tâm riêng. Mình sẽ đi tìm cái sự riêng tư ở mình, nhưng mà nó lại chung hoàn cảnh với nhiều người.
dù gì nó cũng đã là ở một cái chỗ để mọi người cùng nghe. Nếu mình chỉ nói về bản thân mình thôi thì hơi ích kỷ. Thì anh nghĩ là trong câu chuyện đó, tất cả mọi vòng của anh, anh đều viết cái gì đó có anh và cả những người khác anh nữa. Anh yêu thương. Có thể là chia sẻ thôi. Tôi sẽ, ê, câu chuyện của tôi là vậy nè. Có ai giống tôi không? Mình chia sẻ. Mà có cái điều đặc biệt nữa là lúc mà anh chỉ mới hình dung ra cái mạch đó, những gì anh chuẩn bị sắp xếp vô đó là anh đã khóc rồi. Gây mất cười đó là bạn anh phải ngồi dỗ anh luôn ấy, kiểu thì sự mình nghĩ chắc mình ra xã hội cũng từ nhỏ tới giờ cũng đã lâu lắm rồi, mình nghĩ cảm xúc của mình nó cũng khá chay sạn rồi á. Hiếm khi nào mà mình để cho một cái người khác thấy mình khóc, cùng lắm là cũng không rớt được nước mắt luôn. Chỉ có kiểu rưng rưng là cùng cái gì đó nó hạnh phúc quá hay là nó buồn quá thì nó cũng chỉ rưng rưng thôi. Nhưng mà khi anh nghĩ tới những cái vấn đề đó thật sâu ấy, để mà nó lấy được nước mắt của anh rồi mình phải chốt lại một cái câu diễn tả nó mấp mé hơn xíu đó, thì cũng khó nói lắm. Kiểu đúng kiểu rớt vô cái hoàn cảnh đó thì mình làm nó thôi, chứ cũng không có một cái dự tính gì hay làm sao nhiều quá. Nó khá tự nhiên với anh. Khi mọi người đón nhận nó thì mình mới lấy được cái cảm xúc nó cũng hạnh phúc rất là tự nhiên luôn. Trời, mọi người thích nó. Thì không biết anh có thể chia những cái chặng đường, con đường anh đã đi, anh có thể chia nó thành bao nhiêu chặng, và mỗi chặng có những cái kỷ niệm đắt giá nào đối với anh không? Cái chặng đầu tiên là cái chặng newbie. Em tổng cái chặng đó luôn anh. Lúc nào cũng sẽ có cái chặng đó. Thì cái chặng đó là cái chặng mà anh thấy là mình năng suất nhất. Nhưng mà để mà nói nó hoàn thiện không thì tới khi giờ mình nhìn lại mình mới thấy nó không hoàn thiện, thì mình mới biết là mình đang phát triển. Tại vì tất cả mình làm nó mang tính không có cầu toàn, không có cầu kỳ cho nó nhiều. Mình chỉ hứng tuôn ra. Xong ngày xưa anh còn có cái quả tự qua MV cơ. Có 2-3 thằng bạn nó chơi chung với mình. Mình cứ làm xong nhạc thì kêu nó cầm thợ quay, quay xong về lại lên phần mềm để mình dựng. Xong rồi tự up clip. Đấy thì cứ lủi thủi một thời gian dài thiệt dài. Và kiểu nói chung là không ai biết tới hết. Hẳn là không có view luôn. Cứ up vậy thôi. Cho cái tới thời điểm vừa cái giống như kiểu là anh vừa chơi vừa luyện tập ấy. Là anh cũng thời điểm đó anh rất hay cover luôn. Mình vẫn viết nhạc ra nhạc nhưng mà mình vẫn cover những bài nào mình thích. Đó là mình lấy bài nhạc đó về, đổi beat, thu lại trên cái vai khác. Tức là lyrics vẫn là cái ý đó. Đúng, vẫn là cái lyric, vẫn là cái flow đó của người ta. Nhưng mà mình chọn một cái beat khác, một cái năng lượng khác để mình cộng hưởng nó. Đó thì lại tới cái giai đoạn 2, đó là được cộng đồng biết tới, người ta sẽ nhìn tới. Là đợt đó anh làm, anh cũng có chia sẻ cái này một lần rồi, là anh làm bài Bạn Của Tao với lại của anh John X, cover vợ của anh John X với lại vợ anh Binzy. Đó thì sau đó anh John X mới biết, mới rủ anh làm nhạc chung. Thì anh mới làm một bài đầu tiên với ảnh, thì lúc đó bắt đầu cộng đồng họ mới biết tới mình đó. Thì bắt đầu khi mà mình lại đi qua cái mốc thời gian là mình chơi alone, chơi một mình với lại những cái anh em trong cộng đồng, thì bắt đầu mình lại có nhóm. Cái anh làm show dưới quê anh. Xong cái lại mời Ricky Star. Là anh làm show dưới quê. Anh mời anh Ricky Star. Đúng rồi. Xong rồi bắt đầu mới quen. Nó lại nó giống như gọi là sao ta, bậc thang ấy. Nó cứ bắt thang lên đấy. Xong cái lúc anh lên Sài Gòn thì anh em lại connect lại với nhau, gặp lại nhau. Xong rồi ở bên hoàn cảnh của mình có những cái này nó hay, mình lại cộng sinh anh em vào làm. Rồi đó, xong anh em lại lập ra nhóm, rồi lại đi tiếp một cái hành trình mới. Tức là mình luôn giống như trên một cái đoạn đường thôi, mình sẽ đi tới đâu và mình rẽ hướng nào để mình thấy là cái đường nó đi hợp lý cho mình. Nhiều khi trong lúc đó thì mọi cái tiêu chuẩn nó chỉ là niềm vui thôi. Em muốn chơi người này vui, em chơi hợp tính, hợp cả thì mình đi. Chỉ là một người bạn chơi hợp trên cái điều mình đang chơi, mình cứ đi hoài. Rồi cho đến lúc mà mình có những cái big deal thì bắt đầu nó lại lên một cái tầm áp lực khác. Nếu là mình không còn làm là phải vui là được nữa. Tất cả mọi người đều vui, mình vui, khách hàng vui thì nó mới vui. Và nếu mà khách hàng vui mình không làm
Còn nếu mình vui, khách hàng không vui thì mình không có việc để làm. Vậy thôi. Đấy. Cái trạng thái mà tất cả mọi người cùng vui á, có phải là một trạng thái mà anh Lăng kiểu đang cố gắng, luôn cố đạt được không? Không, anh nghĩ không phải. Có thể đôi khi với cái mặt bằng chung mọi người sẽ nhìn là mình phải cố gắng để mà mình dung hòa nó, nhưng mà không phải đâu. Nếu mà mình chịu dành tí thời gian tìm hiểu nữa thì đó cũng là cái bài học của anh. Tại trước anh làm anh cũng ít tìm hiểu nhiều lắm, anh hơi kiểu bản năng ấy. Thì đâm ra nó sẽ luôn có những cái nó không hợp lý đó, hoặc là nó sẽ luôn có mắc lỗi. Nếu mà mình luôn chấp nhận rằng trong một cái gì đó mình làm ra mình vẫn mắc một vài lỗi nhỏ mà mình không tìm cách khắc phục nó thì cũng không đúng lắm. Thì chắc là mình cũng không muốn lấy tiền. Thì sau này anh hiểu là mình cứ feel được rõ cái đó đi. Nếu mà mình chưa biết cái người ta đang muốn mình hướng đến là gì, mình tìm hiểu kỹ. Chừng nào mình thấy tâm linh tương thông rồi thì lúc đó là lúc mình thấy hiện tốt cho họ nhất. Họ đưa ra một ý kiến cho em đưa lại một ý kiến, không phải người ta không lắng nghe ý kiến của mình, nhưng mà mình không giải thích được cho người ta cảm thấy là mình hiểu người ta, hợp tình hợp lý. Hợp lý thì làm sao họ có thể chấp nhận mình được, chấp nhận cái thứ mình viết được. Em hiểu. Nói chung là em thấy là anh Lăng là một quá trình mình làm việc với nhau á, thì em thấy là anh Lăng rất là cảm xúc nha. Nhưng làm business, làm kinh doanh đó này kia, làm công việc á là rất là có tới mức đó không? Anh thấy anh nông dân lắm luôn ấy. Anh nghĩ là anh không có mưu trí tới vậy. Không phải mưu trí mà tức là kiểu làm việc là làm việc á, kiểu rõ ràng á. Kiểu như là ví dụ anh gửi nhạc qua cái xong rồi em làm, xong gửi lại anh sẽ có những cái đề mục feedback cho em rất giống một những khách hàng của em. Là kiểu anh sẽ có những cái feedback rất là rõ ràng. Không có bị mơ hồ cho anh nghĩ cái đó là tụi mình nó bị ảnh hưởng ở môi trường làm việc. Đôi khi là anh em mình cũng đã ở hoàn cảnh đó, mình cũng đã từng mình học hỏi ấy. Nó theo kiểu dạng học hỏi thì mình thấy người ta làm vậy để cho nó gọn gàng ở trong cách thức mình làm, thì mình cũng đã vô tình làm việc theo cách đó mà mình không hay chăng. Em rất là thích cái cách đó nha. Với lại cái sự rõ ràng anh nghĩ nó rất quan trọng luôn, ngay cả việc ở nó nằm ở góc độ nào luôn. Tại vì anh hơi xui, có thể hơi xui, anh cũng có rất là nhiều partner hay là có rất là nhiều bạn bè mình chơi rất là vui, nhưng mà trong cái lúc mình chơi mình hơi ẩu đi, mình không rõ ràng từ đầu ấy, nó sẽ dễ gây ra những cái vấn đề không có mong muốn. Mà nếu mà để từ những cái đó ấy, mà mất cái thiện cảm với nhau mà mình sau này mình lại không có gặp lại nhau nữa thì nó rất là tiếc. Anh nghĩ cái chuyện đó là cái chuyện không đáng nhất ở trên cái hành trình của mình đi. Tại vì mình làm ở đây, mình chỉ mong là ở cả cái thế giới quan của mình, ai mình cũng có thể tiếp cận, ai mình cũng có thể giao lưu, ai mình cũng có thể học hỏi hay là trao đổi được. Có thể thấy là trong hành trình làm nhạc của anh rất là đề cao những mối quan hệ. Đúng rồi, anh nghĩ là mình một bản thân mình cho giỏi đến mấy mình cũng sẽ không thể làm hết tất cả mọi thứ một mình hoàn hảo được. Mình có thể là một người nghĩ tốt nhưng chưa chắc mình làm tốt. Giống như anh có thể biết làm beat, anh có thể tự tạo ra cái cảm hứng của anh được, nhưng mà anh không thể dành làm beat chuyên nghiệp với là một thằng làm 8 tiếng đồng hồ, trong khi anh làm 4 tiếng cái beat, viết lời 4 tiếng, anh đã thua nó một ngày 4 tiếng rồi. Dạ rồi. Anh đâu dành với nó được. Anh đu đủ nhà làm anh. Tôi là khách hàng đầu tiên khai trương á. Này có rip bàn. Anh thấy ngọt không? Anh có phải người thích ăn ngọt không? Không, anh thì vị nào anh ăn cũng được. Có giống như là nhạc nào anh cũng, hoặc là màu nào anh cũng có thể chơi không? Em nói đúng rồi đó. Nhưng mà cái này chắc để Rick nói. Thế là anh Lăng thì rất là thích thử. Thì có một vài lần em với anh call gọi cái anh cứ mở demo ra, em kiểu Ủa sao cái này nó khác cái trước vậy? Cái demo, rất nhiều demo. Mà thì thường á, cái demo của anh thì nó bị gì nè, kiểu trắng đen, kiểu nó khác nhau nhiều lắm. Nó khác nhau hoàn toàn. Có những cái đó, tuy nhiên vẫn có những cái mà mình giống nhau, nhưng mà tức là thấy đây giống như cái cách mà Rick nói là anh có rất là nhiều tính cách trong âm nhạc. Nó có rất là nhiều tiệp cá tính ở trong đó. Có góc độ thằng đó nó rất láo cá, rất là ấy, nó nguyên một tiệp nó toàn là vậy thôi. Có một cái một thằng kiểu nghe rất là chín chắn rồi nhân văn. Có thằng kiểu như ông cụ non ấy, còn có thằng như con nít đấy. Kiểu nó thì tất cả những cái đó anh nghĩ nó chỉ là cảm hứng thôi. Tại vì em có bao giờ cảm thấy trong con người em
tùy theo hoàn cảnh em sẽ thấy thái độ em nó khác hẳn không? Dạ em nó, có. Nó là vậy thôi. Và em nghĩ cái đó là một câu chuyện rất là bình thường. Ừ. Theo em thì nó sẽ chiếm thêm bao nhiêu phần trăm để nó trở thành người thần kinh phân liệt? Em nghĩ là nằm ở cái vấn đề là cái phần nào cũng là anh hết. Ừ, đúng rồi. Tức là những con người đó tất cả đều là anh. Yeah. Chừng nào mà cái những người đó mà không phải là anh cơ. Tức là em từng biết một cái trường hợp bạn đó hình như là đa nhân cách thiệt. Uh-huh. Tại vì khi mà bạn đó switch qua cái nhân cách kia là bạn đó không nhớ những cái gì của cái nhân cách kia, nhân cách số 1 làm. Hoặc là bạn đó nói một tiếng khác luôn. Bạn đó không có nói tiếng Việt. Wow. Nó bắt đầu nói tiếng Ý, mặc dù bình thường nó biết nói tiếng Ý anh. Hả? Ý là nó vậy đó, ý là có cách nào để mình training cái đó không ta? Nhưng mà anh sẽ không muốn như vậy đâu, cái đó bạn đó bị bệnh rồi. Yeah. Ừ, nhưng mà còn ở đây mình vẫn là cái bệnh đó anh nghe nó ấp lại là nó chơi nghe nó được sẽ tới cuộc sống của bạn đó và những người xung quanh. Yeah. Chắc chắn rồi. Nhưng mà còn như là mình thì ở cái góc độ là mình là người làm nghệ thuật thì mình cần có nhiều chất liệu. Ừ. Mình cần có nhiều cái phần hồn khác nhau. Anh không biết anh có gọi đúng nó không, anh nghĩ nó là giống kiểu đa sầu đa cảm. Kiểu mình rất là nhạy cảm, cảm xúc của mình là cái phần nhạy cảm nhất. Mình hay feel được ngay cả việc cái đó chỉ xảy ra một chút xíu thôi. Là mình đã nhạy bén với nó rồi. Dạ rồi. Chứ nó không có quá hẳn là cái gì phải rạch ròi quá hay phải nói quá rõ gì cái đó mình mới hiểu cái đó. Như vậy thì mình không cảm được. Em nghĩ cái đó là cái tố chất của người làm nghệ thuật. Tức là rất là nhạy trong việc nắm bắt cảm xúc của mình hoặc là của người khác. Đúng và rồi. Biến nó thành chất liệu. Kiểu giống như mình đi ngoài đường biết người ta cũng mưu sinh, đó là hoàn cảnh của họ thôi. Nhưng mà tại sao mình cứ nhìn là mình thương, mà kiểu mình thương mà kiểu mình muốn giúp mà mình không biết mình phải giúp làm sao cho được. Tại vì mình có thể mua giúp cái hàng của họ nhưng mà mình cũng đâu có thay đổi cuộc sống ta được đâu. Nhưng mà kiểu tại sao cảm xúc mình vẫn đặt ở đó rất là nhiều. Đấy, kiểu nó hay bị như vậy. Mọi tình huống luôn. Hoặc là khi mà ai đó nói một cái câu chuyện gì đó của riêng họ thì ok, có thể người ta chỉ cần một người lắng nghe thôi. Chứ không phải là cần một người quan tâm hay đồng cảm. Nhưng mà kệ, tôi đang đồng cảm mãi lên nữa, tôi muốn khóc luôn à. Maybe không hiểu. Đôi khi nó cũng là một cái tốt cho phần làm nhưng mà hại cho cái phần sống. Em đồng ý cái này nha. Tại vì em cũng là một người có nhiều cảm xúc. Lúc và nào em cũng thấy nó dao động rất là nhiều và nó làm mình mệt mỏi đúng không? Ý là đôi lúc mà mình chỉ muốn mình vô sầu vô cảm, tức là muốn nó yên vậy, nhưng mà không có muốn nó cứ sin cos đi lên đi xuống đi lên đi xuống nữa, tại vì nó rất là mệt. Tức là anh chuyển từ trạng thái này mà sang trạng thái kia là nó rất là tốn sức của anh luôn. Cái đầu thị nó giật ghê lắm. Nhưng mà em hỏi câu này không liên quan tới nhưng mà anh cung gì vậy? Anh cung gì hả? Anh là 28/11 là cung gì ta? Nhân mã. Sau sinh nhật anh. Anh không rành về cái đó lắm nhưng mà... Không, em hỏi để em thu vào bộ dữ liệu của em thôi. Em có bộ dữ liệu riêng. Tức là ai em gặp em cũng sẽ hỏi câu đó. Không, nhưng mà anh thấy có rất là nhiều người quan tâm tới cái đó nha. Anh cũng đi ra ngoài làm việc thì anh gặp khá nhiều người. Họ rất là coi trọng cái đó luôn ấy. Họ nói là họ chỉ cần biết được cái chầm sao hay là cái cung của người ta thôi. Hoặc là họ biết họ phải nói chuyện về cái vấn đề như thế nào hay kiểu cách nói chuyện như thế nào để mà nó phù hợp hay là... nó dễ kết nối với nhau ấy. Nó có thấy cái, họ quan tâm rất là rõ kỹ về cái đó luôn. Còn anh thì không. Đây, nếu mà bạn muốn nói chuyện thì đây là con người của tôi. Có thể trước ống kính tôi sẽ hơi e dè hơn một chút xíu. Sau ống kính thì nó mất dạy hơn một chút xíu. Nhưng maybe là tất cả những gì các bạn muốn nghe ấy, thì nó vẫn là từ mình cảm nhận là mình nói thôi. Có thể nó cũng chả có suôn sẻ trong cái lời nói. Nhưng mà nó thiệt tình. Cái vai đó của anh có thể cảm nhận rất rõ ở trong những bài nhạc anh viết luôn. Tức là những cái hình tượng mà anh dùng ở trong âm nhạc đó, nó rất là hay. Nhưng mà cái từ ngữ để vận chuyển những cái hình tượng đó thì lại rất đơn giản. Rất dễ hiểu. Nó không có cần phải sâu xa hay dùng một cái từ lạ lạ hoặc từ Hán Việt mà ít ai dùng hay kiểu kiểu như vậy. Đôi khi mình có thể gọi nó là tiếng lóng. Em cảm thấy nó rất là dân dã. Em cảm thấy nó rất là miền Tây. Anh gọi nó là tiếng lóng. Kiểu ok, mình đâu thể nào nói chuyện như một cái câu thoại trong văn được. Bình thường mình nói chuyện mình cũng nói vậy mà. Anh kia cập pha xuống hay là gì đó. Anh Lăng là đang làm với anh một cái bộ sưu tập tiếng lóng. Em là vậy đúng không? Cũng có được, có thể mình mắc mé nó là vậy. Có một cái văn hóa khác. Trước khi làm Mỹ anh á, thì em rất là thích cái phương ngữ của anh, tức là cái từ ngữ địa phương. Đúng rồi, phương ngữ. Kiểu như là nó rất đặc trưng. Tức là sẽ có những cái
từ anh đọc lên nó không có một cái người nào có thể đọc được. Thì cái đó em nghĩ nó là cái màu mà cái kiểu mà nghe vô là biết là anh Lan yêu đi. Anh nghĩ những cái đó nó mang tính tự nhiên mà đôi khi mình phải gìn giữ nó, nên là kiểu mình luôn lưu ý rằng cái đó là cái kiểu của mình, đừng có bỏ quên nó thôi. Tại vì nhiều khi mỗi cái môi trường nó tới, cái cách làm của mình cho cái gì nó bắt đầu mình trời, tôi ráp vậy nghe nó sến quá, chắc tôi phải cố gắng tôi đổi nó thôi, chắc tôi phải ráp dày để cho nó nghe nó chuyên nghiệp hơn. Mình đòi hỏi mình quá cái mình bỏ quên cái đặc trưng của mình đi. Thì anh cũng từng bị vậy mà anh cũng từng nghe một vài sản phẩm nghe nó rất là đơ của mình, thấy thiếu cái gì vậy ta, tại sao nó cứ bị lưng chừng như vậy. Xịn nữa cũng không xịn thiệt, mà nói dở thì nó cũng không tới mức dở, nhưng mà cứ nghe nó bị có một cái gì đó, nó cứ bị thủ công quá, nó cứ bị lập khuôn quá. Nhiều khi như anh đã nói, khi mà mình ở một mình mình rất là khó nghe cho bản thân, nên khi mình cần một cái người đủ tin cậy để mình nghe là vậy. Đó. Anh nghĩ là anh không tố ngu vô thằng Tú Ngô đâu. Dáng này anh cược đúng rồi. Cảm ơn anh. Trời ơi, anh kiểu anh cứ ném mấy cục ngại ngại thôi. Thì anh có thể share về cái quá trình làm nhạc của anh không? Thì về cái góc độ đó, hiện tại nó cũng vẫn rất bản năng. Cho một ngày thức dậy, ok, coi nếu mà hôm nay mình có hứng ngồi ở phòng thu á thì mình sẽ ngồi, không có hứng thì thôi. Nếu mà em không có chất liệu, em không có ý tưởng, em cũng không có biết em đang muốn viết cái gì ấy, thì em đâu cần thiết phải viết. Còn nếu mà một ngày thức dậy và anh cảm thấy anh muốn làm, anh sẽ ngồi vào phòng thu và anh bắt đầu anh làm. Em có nhớ cái câu chuyện mà nó đi cái vòng tròn rộng ra dần không? Thì cái tâm điểm đầu tiên nó nằm ở đâu ấy? Mình khái quát về nó trước, rồi sau đó mình mới bắt đầu đi vô chi tiết của từng cái vấn đề cấu tạo lên nữa. Thì về kiểu với anh là kiểu anh khai thác nội dung nó là như vậy. Nó có thể đến từ vấn đề của mình nè, vấn đề của những người xung quanh, mình đã thấy người ta bị nè. Mình cũng thấy mình bị nè. Mình cũng có thể thấy trên phim ảnh hay thấy bất cứ ở đâu, nó đều là chất liệu hết. Thì đấy, nó chỉ biết là nó là cái thằng cấu tạo nên cái tâm điểm này, mang nó về. Nghe như anh thôi. Nghe anh Lan rất là quan sát. Nó theo kiểu quan sát ấy. Thì nó cũng giống như cái chặng đường đi mà có cây hoa lá đó em. Nếu mà em đi ào ào, em nhắm mắt em đề em đi thẳng, em sẽ không biết được hai bên đường nó có gì đẹp hết. Nhưng nếu mà em chậm thôi, vừa đi vừa quan sát thì em mới nhặt được, em mới thấy được cái gì đó nó hay ở dọc đường. Ngay cả khi là một cây nấm độc mình cũng có thể ăn, để mà mình biết là mình bị trúng độc, giờ lần sau mình thấy cây nấm đó mình không được ăn nữa nha. Bây giờ là lúc này mình đang chưa có bận rộn gì nè, mình ăn trúng một cây nấm độc nè, mình trúng độc mình có thể nghỉ ngơi. Nhưng mà nếu mà tới cái lúc mà mình thật sự rất là cần sức khỏe, rất là cần kiểu an toàn ấy, mà lúc đó mình ẩu, mình ăn trúng một cây nấm độc ấy, thì tất cả những cái thứ cần mình ở thời điểm đó nó mới là cái vấn đề xảy ra. Thì tất cả sẽ ngưng động để chờ mình hết trúng độc. Đúng không? Giống như một sự tổn thương hay là một cái sự non nớt hay là thiếu hiểu biết của mình. Anh welcome tất cả mọi người va vào nó ngay cái lúc mà mình đang đúng thời điểm để mà đón nhận nó. Tại sau khi mà mình đã hiểu rõ về nó, mình đã bị nó, mình đã cảm giác được hết về nó, thì tới cái thời điểm mà mình cần cứng rắn, mình sẽ không phải bị những cái đó nữa. Mình sẽ không ăn nhầm những cái đó nữa. Ngoài cái màu nhân sinh triết lý kia ra, thì lúc đầu em biết anh là em biết anh qua bảy em sao. Hầu như khi ai nói với anh một cái gì đó mà sau đó khi mà anh nghe lại được cái giống như cái điểm khởi đầu ấy, là anh luôn nghe tới cái bài, được nhắc tới cái bài nhạc đó, thì thật sự có một cái là anh cảm thấy rất là tự hào cho mình ấy. Tại vì ở cái thời điểm mà làm xong ra cái bài nhạc đó, anh cũng không nghĩ nó sẽ là cái gì đó được người ta nghe nhiều, thế là hoàn toàn không có một cái cảm giác nó sẽ đến với mình như thế nào luôn. Cho nên á, khi mà em nói anh làm mọi thứ tự nhiên á, anh luôn giữ cái cảm giác đó đó. Nó đến rất tự nhiên. Nó không có một cái sự dự trù, không có một cái sự kỳ vọng gì hết. Mà thật ra mấy chục triệu view đó nó chả xá gì với anh bằng một gói xôi của thằng bạn anh nó đi làm thang máy, nó đi lắp thang máy cho công trình. Sáng nó nghe bài nhạc đó, nó bao anh hộp xôi. Em biết với một thằng công nhân mà
Em ăn được tiền ăn sáng nó là cái một anh câu chuyện không đơn giản. Con rap đó anh em chia anh ít khó ít xôi. Dạ dạ chính là hộp mì đó. Dạ. Ừ. Lúc đó anh ở một cái nhà ghép 7-8 người đó, nằm như cá mồi vậy, mắc cười lắm. Em nhớ hết tất cả mọi câu trong bài đó luôn á. Thì em có thể hỏi Đà Bi là người chứng kiến hoàn cảnh đó của anh. Bữa nói chuyện với Đà Bi cười. Yeah. Dạ. Thì anh mới ngồi cái bàn đó làm nhạc nguyên đêm, thì anh đem ngủ. Sáng ra thì cái homie đó trước khi đi làm thì anh kêu nó nghe thử bài của anh. Nghe xong nó, tôi thích bài này quá, để tôi mua xôi anh em mình ăn. Dạ thương. Cho bạn ngủ, tôi đi làm. Thì sau này homie đó bị chấn thương xương này kia cũng không có ấy nữa, nhưng mà bây giờ làm nhạc rồi. Thì cũng rất là hay. Mình cũng âm thầm follow thôi. Ừ. Đó với anh cái phần quà mà không phải kiểu giống như là kêu nó là cái gì cho nó đúng là kiểu mình được nhận lại trong một cái bài nhạc đó. Nhiều khi mọi người nghĩ là đây là cú hit của mày, mày sẽ rất là ngạo nghễ với nó, nhưng mà không, cái điều mà nó hiện thực nhất, nó thực tế nhất mà tao được nhận đó là tình cảm của bạn tao. Tình cảm của mọi người. Bạn tao nó đi làm rất ít tiền, công việc nó rất là nguy hiểm, mà nó dám bỏ tiền nó mua cho tao hộp xôi ăn. Tại vì nó nói nó thích bài nhạc tao, nó bao tao hộp xôi đó. Cái đó mới đáng giá. Trời, cây sống mũi. Anh đang nói chuyện em mà. Đúng lắm rồi. Đấy, nó như vậy. Dạ. Cho nên là cũng có cái câu sau đó. Nó cũng là vấn đề mình góp nhặt trên hành trình của mình thôi. Thì anh nghĩ là mình có nói cao sang hay là giả khổ cỡ nào, nó cũng sẽ không có cho người ta feel được cái điều đó rõ ràng bằng cái việc mà họ cảm giác được, mình nói được cái cảm giác đó chứ không phải nói ra cái hoàn cảnh đó. Hay quá, nói được cảm giác chứ không phải nói hoàn cảnh. Ừ. Tại vì mỗi người có một góc độ khác nhau thôi. Yeah. Nhưng mà mình mượn được, nếu mình hiểu rõ cái cảm giác đó, yeah, mình mới mượn được cái ý mà mình cho họ thấy cái cảm giác đó. Yeah. Chứ giờ nếu tôi chỉ nghe người ta nói lại xong rồi tôi cũng đi nói lại cái đó, chắc chắn nguyên văn nó sẽ đúng từng chữ từng câu luôn thôi, nhưng mà cái cảm xúc cho cái vấn đề đó là gì tôi không hiểu rõ. Buồn nó cũng có nhiều loại buồn mà. Tự ti cũng có nhiều loại tự ti. Hạnh phúc cũng có nhiều loại hạnh phúc. Mỗi cái nó sẽ có một biểu cảm khác nhau hoàn toàn. Nó rất nó càng đi vô detail, càng đi vô chi tiết hơn, chi tiết hơn, chi tiết hơn. Yeah. Còn khi mà mình không hiểu nó, mình kêu chung chung thì nó mới là vui, buồn, hạnh phúc. Yeah. Nếu mà có ai đó hỏi em á, về anh Lăng, kiểu anh Lăng đang tìm kiếm điều gì cho âm nhạc á, giờ em mới hỏi anh nè. Nhưng mà nếu mà là em, kiểu người ta hỏi em, mấy em trả lời chắc anh muốn đóng gói mấy cái cảm xúc với cảm giác bỏ vào trong đó. Tại có một lần anh chia sẻ là anh cái cách mà anh làm demo là anh sẽ ngồi, anh có một cái cảm giác, anh cố anh thu lại cái vibe đó. Chỉ vậy thôi, là khi mà anh nghe cái demo đó anh thấy nó có cái vibe đó, có cái cảm xúc. Nó gọi được cho mình một cái vấn đề. Đầu tiên thì nó không phải là cảm xúc nữa, mà là nó là cái vấn đề. Và cái vấn đề đó nó có mang theo một cái cảm xúc. Và khi mà mình biết mình sẽ nói về vấn đề này, những cái thứ xung quanh vấn đề này, thì mình chỉ cần giữ đúng được cái chìa khóa đó thôi. Thì anh giữ cái đó lại. Tại vì đôi khi mỗi cái lúc cảm xúc của mình nó dao động lắm. Cái lúc mình vui thì mình sẽ không nhớ những gì mình đã tuyệt vọng trải qua đâu. Nhưng mà cái lúc tuyệt vọng ấy, thì mình bắt đầu những cái điều đó nó tự ùa về với mình. Mình giữ nó để mình kể nó để làm chi. Để mai mốt mình không có, khi mình muốn lặp lại cái cảm xúc đó, mình có thể nghe bài nhạc đó cho mình. Nó kiểu một dạng kiểu tự giải tỏa cảm xúc. Em sẽ có rất là nhiều cái tệp âm nhạc của em, và mỗi cái tệp âm nhạc đó nó sẽ giúp mình giải khuây, hay là kiểu làm cho mình bớt bị trì hoãn cái năng lượng của mình như vậy hoài. Giống như Trang, như cứ mỗi lần mình buồn quá là giống như nó không có câu trả lời. Rồi không, giờ có câu trả lời nè, nghe. Nghe cho nó thỏa cái mood thôi, xong rồi qua. Thì em nói cũng đúng, nhưng mà theo anh thì anh sẽ gọi nó là viết nhật ký luôn. Nó là kiểu viết nhật ký. Như giờ đi sự kiện này kia về vui quá, hôm nay vui quá, hôm nay mình cảm thấy mình cảm nhận được cái gì đó, mình thấy được một cái gì đó, mình thấy mình rất là tự hào, mình sẽ kiếm cái gì đó mình viết nói về cái điều đó bằng một cái ngữ cảnh khác. Yeah. Nó không phải là dễ câu chuyện nó kể rạch ròi, tôi đi tới đây làm vậy, tao có cái này có cái kia không, mà nó sẽ là một cái ngữ cảnh song song, nó mang cái năng lượng song song với cái đó. Để làm chi? Để cho cái đầu tiên là nó vẫn giữ được cái tính riêng tư trong cái câu chuyện của mình. Cái thứ hai là mình vẫn có thể viết được cái nhật ký này ra, và để cho những người có cái góc độ tương đồng với nó, họ vẫn có thể cùng enjoy nó. Nhưng anh không thích bán cuộc đời riêng của mình cho người khác.
Mình nghĩ nó có hơi nó sần sùi xấu xí lắm, cho nên là mình sẽ tận hưởng nó một mình và mượn những cảm giác đó để mà mình tả lời thôi. Vậy anh đang tìm kiếm điều gì trong âm nhạc? Sự hạnh phúc, thỏa mãn, ít nhất là mình thấy mình đang có một cái gì đó làm, nó không có phí phạm thời gian trong lúc mình sống. Giống như nếu để nó kiếm tiền, mình có thể làm rất nhiều thứ để kiếm tiền, từ việc xấu tới việc tốt. Nhưng mà nếu mà hỏi bây giờ mỗi ngày trôi qua làm cái gì để cho mình cảm thấy mình thỏa mãn cái thời gian của mình tồn tại, thì anh thích làm nhạc. Ngoài làm nhạc ra anh còn thích làm clip, làm này làm kia, tức là rất là nhiều thứ luôn. Tức là chỉ cần nó là cái thứ anh thích và anh mang một cái sự yêu thích đơn thuần là thích thì mình sẽ làm, thì anh sẽ làm. Nếu mà ví dụ đi, ngày hôm nay em làm cái này đi, và em rất thích cái này đúng không, em chắc chắn ngày hôm nay em làm cái này, thì ngày mai em đâu cần quay ngược lại em hỏi ngày tháng hôm qua mình sống đáng không, tại em biết em đã làm rồi mà. Em sẽ không cần phải thắc mắc ngược lại những ngày tháng trước nữa, mình cứ đi tới thôi. Tự nhiên mình làm ngày, mỗi ngày mình sống đúng cái mình thích là thời gian nó tự thỏa đáng rồi, khỏi cần nhìn ngược. Cái này là một cái là em đang học. Anh cũng học mấy đứa nhiều, bất kể anh làm với ai anh cũng học hỏi họ. Làm nó kiểu học vẹt ấy. Mình là kiểu người làm rất là bản năng ấy. Kiểu mọi thứ nó đến cách ro nhất. Đầu tiên cái thứ mình cần chuẩn bị không phải là tập sách, mà là một cái sự hiếu kỳ và một cái sự chủ động thôi. Tôi sẽ đi ra ngoài và tôi nói cho mọi người biết, ví dụ như cái reverb đi, ngày trước nó là không gian hay là reverb hay delay, mình chả biết kêu nó là cái gì. Tôi chỉ nói em muốn nó nhồi lại giống vậy nè, tức là mình cũng không có ngại phải nói ra cái sự không hiểu biết của mình, bằng mình không cần phải nói nó quá là mỹ từ, chỉ cần nói làm sao để mà mình diễn tả được nó. Và nếu mà mình đi học mình biết được cách gọi, mình chỉ để cho người ta dễ hiểu cái ý mình hơn. Anh không có ngại chia sẻ đó. Anh chỉ nghĩ là mình làm sao để mà nó ra được đúng cái tưởng tượng của mình là được. Anh khuyên những bạn trẻ mà đang bắt đầu trên con đường này, thì một những điều ưu tiên anh khuyên sẽ là gì? Anh nghĩ mọi người cứ hỏi bản thân mọi người thích làm gì thôi. Tại vì anh nghĩ nếu mà mọi người chọn một cái sự nghiệp ấy, mọi người sẽ hướng tới cái thành công, đúng không? Nhưng mà nếu mọi người hướng tới một cái đam mê ấy, mọi người chỉ chọn cái sự hạnh phúc thôi. Hợp lý. Anh thấy vậy, đôi khi nó lại dần dần thì nó lại là sự nghiệp và đam mê. Vậy thì nó cũng không khó gì, nó sẽ chia thành hai tiệp, hai cái hướng đi khác nhau. Ở khi tôi làm, tôi mặc định cái này cho đam mê, tôi không đòi hỏi nó quá nhiều ở những cái mà kiểu quyền lợi hay là cái gì đó quá dữ dằn. Nhưng mà khi tôi đã làm nó là một cái công việc thì chắc chắn tôi không thể đòi hỏi cái cảm xúc cá nhân tôi trong đó quá nhiều. Mình chỉ công tâm cho cái hướng nào khi mình làm sao thôi. Đấy, vẫn là enjoy cuộc sống này, anh thấy như vậy. Quá đã. Cái vibe anh đang là kiểu enjoy, enjoy it. Tao đang đi, enjoy the ride. Giống như nãy em có thấy mấy cái anh làm ấy, anh chỉ thích vui, anh sẽ vui, tìm vui, cách vui, anh vui. Làm thôi. Hay quá. Tức là nếu mọi người không biết thì hồi nãy anh Lăng show cho tôi mấy cái clip anh làm, là ban đầu em tưởng là editor làm, hay là bạn mẹ anh làm, cái anh kêu anh làm. Tại vì cái vui của nó là mình làm, chứ nó không phải là nó xịn bao nhiêu. Chắc chắn nó sẽ xịn nếu mà mình thấy được cái tia sáng đó, nó cho mình biết là mình có thể làm nè. Nó chỉ đang chưa có gọn gàng thôi, mình làm dần dần nó sẽ càng ngày càng lên tai, nó làm nhiều quen tai, nó ngủ ngày quen mắt thôi. Như vậy đấy thì ok, chỉ cần là mình thấy có thể mình tập luyện thì nó sẽ được. Mà cái vui là tự làm ấy. Tại vì giống như kiểu bây giờ mình cứ ngồi tưởng tượng, mình diễn tả cho người ta, ôi tao muốn nó như vậy, tao muốn nó như vậy, tao muốn nó như kia, muốn nó như nọ. Nhưng mà mình cũng phải bắt buộc, cũng không thể nào bắt mình diễn tả mà người ta hiểu mình 100%. Ngay cả việc họ có hiểu cái lời nói mình 100% chưa chắc gì cái đầu của mình đã đưa cho cái miệng mình nói đúng nữa. Hiểu, sẽ hiểu. Như vậy đó. Nhưng mà em nghĩ cái hay của cái việc mà mình tự làm, nó còn là một cái là mình hiểu nó khó như thế nào. Đúng rồi. Và nếu mà khi mà nếu khi nào mà mình có nhờ một cái người mà chuyên nghiệp để làm cho mình, thì mình sẽ có sự thông cảm với người ta. Mình cũng sẽ biết là cái khúc này mình nên diễn tả nó như nào để người ta hiểu ý mình được rõ nhất. Em đa sầu đa cảm thiệt đó. Em nghĩ tới cái đó luôn. Tại vì em làm nhiều
vị trí lắm rồi. Em làm quay phim có, em làm stylist có, em làm chụp hình có, em làm make up có. Nói chung là gì em cũng làm thử để cho biết là nó khó như thế nào. Hồi đó anh có làm dancer trong clip nhạc người ta nữa, nhưng mà chắc không ai biết đâu. Anh Chris có nói là hồi đó anh có là b-boy. Đúng rồi, anh nhảy cho một cái clip bài nhạc đó của mấy đứa nhỏ, mắc cười lắm. Nhìn vui lắm. Mấy đứa nhỏ hả? Dạ, nhưng mà đó thì em cảm nhận nó có cái hay trong cái việc đó. Đúng rồi. Mình có nhiều cái sự góc độ trải nghiệm ở trong cuộc sống thôi em. Ở mỗi cái đó không phải là cái việc mình làm là gì, mà cái môi trường đó, vị trí đó của mình được thấy cái gì. Nếu em bước vô một cái phim trường em làm star thì chắc chắn cái sự tôn vinh được tôn lên của em nó sẽ khá cao, dù là em không cần vậy luôn, nhưng mà người ta vẫn sẽ rất là như vậy với em. Còn nếu em bước vô đó em là một anh làm bên tổ máy hay tổ đèn, hay là em chỉ là Catherine thôi, hay em chỉ là behind the scene, em sẽ phải trải nghiệm cái môi trường đó, nó khác hơn đó. Bởi vậy anh khi mà anh vô trường quay lúc nào anh cũng đi giao lưu một vòng với hết tất cả mọi người. Đầu tiên là anh muốn ai cũng vui trước. Mình có cái sự cởi mở, connect với mọi người trước đấy, chứ không có muốn họ ngồi ở đó họ làm việc cùng với mình mà mình vui họ buồn. Anh không thích như vậy, anh cảm thấy nó không công bằng như một cái môi trường chung. Anh đa sầu đa cảm thiệt. anh cũng thấy vậy, tại vì đôi khi anh hơi để ý nha. Là lúc mà anh ở đây anh đứng ngược với mọi người mà anh sẽ đá mắt đi vòng vòng. Ông thấy ông sao ông tổ đèn nhìn mặt ông quạo dữ vậy ta. Hồi ra mời điếu thuốc. Nói chuyện sao anh kiểu nó vẫn có những cái thời gian chết trong lúc mình ngồi chờ mà. Dạ em hiểu. Họ làm nhiều hơn mình, lương họ ít hơn mình, việc họ nặng nhọc hơn mình. Dạ. Tại sao mình không thử, lúc mình rảnh sao mình không thử nói chuyện thử. Dạ em đồng ý. Trao đổi họ, biết đâu trong một ngày hôm đó tôi đi làm cho sản phẩm này nhưng mà tôi lại có chất liệu cho sản phẩm khác. Maybe. Thấy anh Lan rất là cởi mở. Anh thấy công việc này nó cũng giống như một góc độ cần thiết trong xã hội thôi. Ví dụ như em đi làm một công việc gì đó nó rất là hạt co đi, thì em làm một ngày về em cũng muốn có những cái gì đó để mình giải trí, mình xả stress, thì công việc của anh là cho họ cái đó. Thì ví dụ đi, mình mỗi người đều có một cái gì đó, bạn làm ra tiền, bạn làm xây cầu đường, bạn làm này kia, bạn đóng góp cho cái sự phát triển của xã hội. Tôi là người giữ vững cái tinh thần của bạn lúc nào cũng tươi, cũng thoải mái để mà bạn làm tiếp công việc đó, tụi mình như nhau. Chả có cái rào cản gì cả. Mình cũng đâu cần phải thể hiện là mình cao hơn người ta, giàu hơn người ta làm chi. Mình ăn cơm của người ta mà, không chối bỏ được đâu. Dễ thương quá. Cái chất miền Tây nó cứ lộ. Anh cũng biết nói sao nữa. Đấy là tại vì nó rất là lạ. Tại vì em phải người miền Tây. Cái thứ hai là những cái trải nghiệm của anh, ví dụ như cái bài ở nhà quê mới lên đi. Em không bao giờ có những cái trải nghiệm đó. Em đến gần cái môi trường hoàn toàn khác. Cái môi trường của em nó, em sống, em may mắn nên là em sống nó cuộc sẽ đời đô thị hơn. Nó êm đềm lắm. Ý là gia đình em cũng gia đình trung lưu Sài Gòn, em đẻ ra ở đây. Nhưng mà khi anh viết ra, giống như em có cảm giác là em thông qua cái bài hát của anh, em sống những cái cảm xúc của anh vậy. Nó giống như cho em cái cảm giác là em đang ở một cái thực tại khác. Em được trải nghiệm, em đi vô phần hồn của một con người khác. Nó có làm được. Em cảm thấy nó rất là shook to the core. Thì đôi khi anh thấy thật sự nếu mà mình làm được cái đó mà nó mang một tính gọi là nó thường xuyên á, thì chắc chắn nó là một cái hiệu quả tốt. Tại vì nó vừa là cái âm nhạc để giải trí mà nó vừa là cái gì đó để cho người ta kiểu được trải nghiệm thêm, hiểu biết thêm thông qua một cái kiểu gì đó. Có người thì thông qua hình ảnh, vlog, có người thông qua âm thanh, chỉ nghe một bài nhạc mà cảm nhận được cái văn hóa ở đó, thì nó cũng là một cái thứ hiếm khi làm được. Anh cũng không tin anh làm được, nó vẫn là như vậy thôi. Nó đến ngẫu nhiên và nó xảy ra là như vậy. Thì thật sự nghe em nói vậy thì anh càng cảm thấy giống như là mình có động lực để mình làm. Anh làm thêm nhiều những cái giống vậy nữa để em cảm không, nhận. Có thể nó sẽ là những câu chuyện khác chứ nó không phải là như vậy. Nhưng mà ý là những cái câu chuyện real giống vậy mà anh mang vào. Chỉ là có thể giúp người khác cảm nhận trên được cái cách đó. Trên những cái kiểu mà mình, cái tố chất con người đó, mình làm thôi. Còn kiểu giống như là nếu mình làm mình không tin rằng mình làm mà có ích gì cho bên ngoài, người ta cũng chả cần cái sự xuất hiện của mình, thì có thể mình sẽ để cho mình nghe thôi. Còn khi em nói như vậy thì có thể anh tự tin hơn, anh cảm thấy là vậy cũng có người thích nghe, vậy mình cũng có thể chia sẻ, chứ không cần phải rú cho mình nữa.
Trời, em không những em nghe, em còn ép người khác nghe. Chung như em là những người mà một khi em thích cái gì rồi là em phải ép tất cả những người trời xung quanh em là nghe chung cái đó với em. Nhiều cái em cho anh một fan nhưng mà em lại cho anh thêm ba anti fan là bạn của em thì sao? Tôi ghét này quá, tối ngày gặp nó là Nhi bắt nghe nhạc. Em nghĩ là em nói chuyện rất là persuasive, tức là sao ta? Thuyết phục. Ừ. Em ví dụ như em giải thích là tại sao em thích anh thì em hoàn toàn có thể lý giải được những cái em vừa nêu ra. Tức là em có thể lôi kéo được người ta đúng không? Đúng rồi. giống như là hồi đó em đi ăn quán bún chả thôi. Yeah. Nhưng mà nhờ em mà ông chủ đó có thêm 10 khách hàng trung tâm khác. Tại vì em cứ lôi người ta ra tới ăn. Ông định dữ trời. Tại vì em nói ngon lắm, cái mỗi lần bạn em gặp em là em nói tao muốn đi ăn bún chả, chỗ em dẫn anh đi ăn á. Có tại mốt mình là mốt bán áo phải bút nhỏ này làm cameo. Đúng rồi. Đi lôi kéo khách hàng. Em lôi kéo lắm, em là con người rất là lôi kéo. Ok, anh cảm ơn Nhi. Yeah. Cảm ơn Chris. Cho em cơ hội này cho được ngồi câu, đây để lắng nghe và hiểu thêm. Nói đi, Chris. Dạ, à vui anh. Vui. Chris, nãy giờ em nói rất ít. Cảm ơn. Tức là em nghe, tại vì em thì em là một kiểu người nghe chủ động. À, cho anh đặt một câu hỏi nha. Vâng. So với anh Lăng đầu tiên em gặp á, với anh bây giờ hiện tại thì em có thấy cái điểm nó khác gì không? Em không, em thấy cũng vậy. Em thấy vẫn vậy. Tức là em không có thấy khác á. Em thấy ok, em một trong những cái em thấy vui là tại vì hồi trước em rủ anh làm á, xong giờ làm nè. Ý là kiểu hồi trước nói xong giờ Na Uy, giờ chúng ta ở đây kiểu thì em thấy vui cái lạc đề. Anh biết sao em nói ít rồi đó, nhưng mà nói chứ cái này vui nè. Hợp lý. Anh biết sao em nói ít rồi đó. Nói chứ không khác nhau. Em đã đi du lịch miền Tây bao giờ chưa? Em cũng có người họ hàng hồi đó ở dưới Cần Thơ, xong em có về Cần Thơ chơi. Nói chung là những cái điểm chạm của em đi tắm sông chưa? Có ai dẫn đi tắm sông chưa? Điểm chạm của em nó ngắn lắm mà nó ngắn lắm. Em vẫn là một người sống dựa qua những cái chất liệu nghệ thuật thôi. Em chưa có thật sự trải nghiệm thực tế. Em phải trải nghiệm thực tế. Anh chỉ vì em mọi sự ngờ ngợ nó đều sẽ luôn cho mình những cái cảm nhận ngờ ngợ thôi. Chắc chắn chuyện đó, và đôi khi nó cũng nằm ở cái góc độ mình đi cùng ai để mà mình trải nghiệm những cái đó nữa. Đi tắm sông không? Anh dẫn em Tú đi tắm sông. Tú đi chơi, Tú đi bao nhiêu lần? Điểm chạm của em là Bến Tre. Quê. Em có hàng bạn em, mà em có hàng bạn ở Bến Tre thì nhà nó làm giỗ rồi á. Dỗ miền Tây. Em tắm xong rồi. Kiểu to, kiểu nấu rồi. Mà em kiểu nguyên cái xóm là nhà của bạn họ hàng hay sao á. Xong rồi, ấy là cái này mới ảo là anh, sáng em xuống có con dê. Buổi tối là con dê đó. Nó kêu đấy cái con đó. Dê, đúng rồi đó em. Kiểu, mỗi một con gì mà ăn xong hết. Rồi xong rồi, nó chỉ xuống đằng sau, có mấy con, mấy mâm nữa. Đấy, đó là một cái đặc trưng. Rồi, em tắm xong rồi nào. Ấy là cái chỗ cái bữa ngoại khóa đó là cái chỗ tụi em ấy là trong cái khu đó nó có một con sông. Là người trong khu cái khu đó. Ấy là nó là một cái khu du lịch, nhưng mà nó là cái khu du lịch theo kiểu mà miền Tây. Nên nó có con sông. Dạ, và nó có cho người ta thuê đồ bà ba để tắm xong. Tức là được trải nghiệm. Rồi, em biết chỗ đó luôn rồi. Đúng rồi. Em biết chỗ đó. Vận đồ bà ba xong rồi đánh trận giả ở trên bờ để đi tắm xong. Chừng nào em tắm xong mà em đứng trên cái cầu này nè, xe cộ người ta chạy qua chạy lại nè, trên đó người ta chạy qua chạy lại nè, hai bên đường nè, ở đây chính giữa mình tắm. Đất yên tâm gì hết. Xà lan đi ngang đu xà lan. Chiến quá. Vui nhưng mà nó chỉ ở cái thời điểm nào đó thôi, thiệt bây giờ anh cũng không có tắm được nữa đâu. Nó cũng nhát em. Lúc mà mình trẻ, mình nhỏ. Mình càng lớn em thấy mình càng nhát á. Anh có cảm giác gì không? Đúng rồi. Giống như hồi nhỏ thì mình lúc nào mình cũng nghĩ là có người khác lo cho nên mình dạng. Tới lớn thì mình trở thành người lo cho nên mình bắt đầu mình nhát. Chứ mà nói anh có sợ không? Không sợ gì hết. Chỉ sợ mà cái sợ duy nhất là nếu mà có vấn đề gì xảy ra nó sẽ rất là phiền. Ngày sau mình biết lo chuyện đó. Còn hồi nhỏ ăn không đi chơi nhông nhông không à. Đi học là còn được nghỉ học còn khoái nữa. Thì hỏi sao mình không sợ gì hết. Đó, có gãy tay gãy chân nằm nhà cũng khoái. Kiểu như Rich thì anh rất là thích cái góc độ mà em vừa mới nói được á. Ở dưới người ta có một cái hay đó là tình làng nghĩa xóm em. Đúng rồi. Cái đám tiệc gì đó của cái nhà này là nguyên xóm bu lại cùng nấu, cùng chuẩn bị này kia. Nó rất là hay. Cái mà anh lên đây nhiều khi anh đem cái nết đó theo anh chơi hết xóm ở trong chung cư luôn. Mình cứ đầu ma mình cũng chào hỏi dần dần quen quen xong mai mốt cứ
nhà người ta mượn cái gì cái mình cho người ta mượn, hoặc là mình mượn cái gì mình cũng mượn được người ta. À, hôm nay em cần mượn cái búa. Vậy qua em mượn cái búa thôi. Nhà không bao giờ phải mua cái búa luôn. Đúng, mà em có thấy rõ ràng nếu mà cộng theo cái gọi là cộng sinh đó. Đúng không? Rồi, cộng sinh. Ok, trong xóm mình chỉ cần một người có cái búa thôi. Ngày mai tôi sẽ mua cái kèm. Tôi có cái kèm nha, tất cả mọi người khỏi cần mua cái kèm nha, cần cái kèm kêu tôi. Nó sẽ ăn vậy. Mình cùng xài chung mấy cái đồ gia dụng đó, nó tiện mà. Em thích cái đó. Lâu quá mày em chưa có cảm giác đó. Anh cũng vậy. Nói chung là ở dưới quê thì nó rõ ràng về những cái đó hơn. Kiểu giống như gửi giá giùm cái áo nó cũng dễ. Hay là kiểu lâu lâu nấu gì ngon, nhà ai nấu gì ngon là họ cũng đem qua họ cho. Nhà mình cũng vậy, có gì ngon mình cũng cho lại. Kiểu nó cái sự gắn kết giữa con người với con người nó rõ ràng hơn. Bởi vì anh cũng sốc nổi ở dưới chung cư để cho hàng xóm quan tâm anh. Anh ấy sẽ đạp anh móc đầu cái hàng xóm để ý tới anh, mắng vốn anh. Xong rồi mình có một cuộc trò chuyện. Đúng rồi. Anh Lăng có hay đi offline không? Offline. Offline kiểu đi chơi với anh em bạn bè đúng không? Có. Nhưng mà nó không thường lắm. Nhưng mà kiểu anh đi, anh tự đi thì nhiều. Xách xe máy, xách mô tô, chạy đâu đó. Chạy gì à? Chị. Thường nhất là ví dụ anh chạy về miền Tây. Xong rồi anh chạy lên. Hoặc là lúc nào nó muốn đi đâu nó nhánh khác thì mình cứ đi thôi. Mình lên một cái plan mình đi. Rủ rê thì lúc nào nó cũng kiểu lịch trình rồi sắp xếp rồi nó trì hoãn. Anh thích. Anh thích là phóng đi luôn thôi. Nó kiểu vậy. Một nét tính cách mà của rất đặc trưng của cung nhân mã anh. Là thích là đi. Thích là chơi luôn anh. Dạ, yeah, thích là chơi thôi. Là cùng cung với anh. Có vậy hả? À, thì em cũng như kỹ là nếu mà nói là đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, cách nhau có 3 ngày mà. Anh ngờ nghệt quá. Yeah, cái ý chí đó em sẽ tạm gọi là một cái ý chí tự do, kiểu nó thiên về cái mặt gọi là tận hưởng nhiều ấy. Mình không phải là cái người kiểu phải đòi hỏi. Mình chỉ cảm nhận thấy sao mà mình muốn sao thôi đấy. Và đôi khi nó cũng nằm ở cái kiểu mình dễ chấp nhận. Em có thấy mình rất dễ chấp nhận không? Vậy còn cái đó, em thì em, anh là một người dễ chấp nhận. Kiểu giống như ở cái một cái hoàn cảnh cuộc sống của em đi. Ở thời điểm này người ta nói, ô, thằng này mày phải làm nhiều hơn, mày phải chuẩn bị, mày phải plan liệt, mày phải ekip, mày phải thế này thế kia nhiều lên, phải bắt đầu lên chiến lược một năm mày làm gì, làm gì, làm gì. Không biết. Tôi không biết tôi làm gì hết trơn á. Nào muốn làm gì tôi làm. Ok, tôi sống hơi cẩu thả, hơi freestyle luôn. Nhưng mà hỏi cuộc sống mình đầy đủ không? Đầy đủ mà. Nó có cao quá không? Không cao quá. Nó có thấp quá không? Không thấp quá. Nó vẫn đủ để cho cuộc sống mình được vận hành. Nó nằm ở cái mức bình thường. Mình có thể đi đây, đi đó, mình chơi. Mình chả bao giờ có giới hạn gì cả. Mình có thể ngồi ngoài đó ăn bún mắm với người bạn này. Mình có thể ngồi kia uống cà phê lề đường với người bạn kia. Tụi mình không quá cao để mà bị người ta soi mói dòm ngó, hoặc đôi khi có thì cũng chỉ là sự hiếu kỳ thi thoảng thôi. Chứ nó cũng không có quá mà ồ ạt. Mình cũng không quá thấp để mà mình muốn chơi cái này, muốn tìm hiểu cái kia, muốn tiếp cận cái nọ mà mình không đủ điều kiện, không đủ kinh tế, không đủ cái sự an nhiên trong cái đầu của mình mà mình đi chơi, mình không an lòng vì cuộc sống mình nó quá vất vả. Nó không tới mức đó, nó nằm ở mức đủ cân bằng. Công việc, những gì mình làm vẫn đáp ứng được khi mà có ai đó lựa chọn mình làm việc. Thời gian, mình vẫn có đủ thời gian cân bằng. Tuổi trẻ tôi vẫn đang enjoy đây. Tôi vẫn làm 3 bữa chơi 3 bữa, làm 3 bữa chơi 3 bữa đây. Nó vẫn cân bằng với nhau. Kinh tế vừa đủ, gia đình ổn thỏa. Tuổi trẻ vẫn đang run. Yes sir, chơi. Một quả ý chí. Em cảm thấy anh là một gói. Một gói quà. Gói quà. Ấy là một cái gói toàn diện. Em thấy giống với con người em tưởng tượng. Cảm nhận trên nhạc. Thì cái anh Lăng có thú vui nào khác? Chơi game cũng là một. Nên thích chơi ngoài. Nếu mà nói rap thì nó chỉ là một element ở trong hip hop thôi. Xung quanh đó anh còn chơi nhiều môn khác nữa. Hoặc là chơi xe đạp nè. Rồi cái việc em đi ra ngoài muốn cà phê nó cũng được coi là một cái việc em làm khác rồi. Nó rất là nhiều. Như em trồng cây đây. Người mà chồng là người khác. Một cái khoảng thời gian trong vậy hả? Yeah. Không, ví dụ thôi. Nó một ngày thay vì em làm nhạc nhiều quá thì em dành 30 phút em đi tưới cây, nó cũng ra một cái khác mà. Cái hoạt động trong ngày của em nó sinh động hơn thôi. Có khi cả ngày, 3 ngày trời anh ngồi anh chơi game, anh dính cứng khừ luôn. Anh chơi hoài luôn, chơi hoài luôn.
ok tôi sẽ chơi cho đã luôn, chơi đã xong buông ra là mình bắt đầu mình chán rồi. Khi mình thật sự chán nó luôn thì mình đi làm việc khác nó mới hiệu quả nhất được. Lúc đó mình đâu có còn đang làm mà mình cứ nhớ tới game nữa. Đúng không? Đúng rồi, trời ơi, cái này là cái phương pháp mà em xài luôn á. Trong kia là mấy bạn quay phim với chồng là cũng gặp em hoài á. Yeah. Thì cái lúc em mà coi phim á là em coi tới luôn. Đúng rồi. Coi tới cho ra hết phần coi một lần. Dạ đúng rồi, nếu mà em coi nếu mà nó chưa ra hết là em chưa coi, nhưng mà nó mà ra hết rồi em coi hết luôn. Ừ, coi đúng lần luôn. Coi mà đến mức buồn nôn luôn. Không muốn coi nữa. Không coi vậy nó mới cái nội dung nó mình nắm mới chặt em. Còn giống như hôm bữa cái đề idol nè, anh coi kiểu ra tập nào anh coi liền tập đó, xong cuối cùng cũng phải coi là nguyên lần năm tập à. Tại vì không nhớ được cái đường dây. Đấy. Nó cũng sẽ miss. Rồi. Coi vậy nó thích hơn. Nhưng mà kiểu kiểu mình làm cho đã, làm hết cái đó xong quay lại làm nhạc nó đã thiệt. Đúng thiệt. Nó fresh ha. Mình sẽ không thể nào làm tốt việc nào khi mà đầu mình vẫn còn vương vấn những việc khác. Ngồi đây làm nhạc mà cứ thèm chơi game thì làm sao làm được. Chơi đi, cho mày chơi, chơi đã thì qua đây. Hôm nay em học Today Alone. Thật ra mới tối qua luôn. Em muốn chơi game. Nhưng mà em kiểu em cũng muốn làm nhạc, ấy là em phải làm nhạc và muốn chơi game. Xong em nằm, em không, ấy là em không làm gì hết. Không làm gì hết, nhưng mà em suy nghĩ. Suy nghĩ xong rồi cuối cùng em cũng chơi game xíu. Thì cũng khá phi, mà không có đã lắm. Tại vì đúng rồi, tại vì thật ra cái đó nó không phải là cái gì đó nó xấu đâu. Vâng. Nó chỉ là mình chỉ đang dọn dẹp cái năng lượng mình đang hướng như cái gì thôi. Nếu mà em mong chờ cái lúc em muốn chơi nhất để em có thể chơi thoải mái á, thì cái lúc em thật sự không muốn chơi em đừng chơi. Em làm việc khác. Đấy. Nhiều khi mấy lúc anh cũng đâu thật sự muốn chơi đâu, chỉ là mình đang chán không biết làm gì mình chơi thôi. Ok vậy thôi mình đi làm việc khác. Mình làm việc khác đi, làm nó cũng có nhiều thứ để mình làm mà, không làm nhạc cũng được. Đi đạp xe đạp rồi xong về cái bắt đầu thấy người năng lượng nó khác, cái mình làm nhạc. Làm được cái chút xíu cái tự nhiên hứng chơi game, ok nhảy vô chơi game. Chơi đã xong tự nhiên hứng nhảy qua làm nhạc. Đấy, kiểu nó cứ cảm xúc nó tới đâu thì anh sẽ nắm bắt ở đó luôn. Để cho mình được sống với con người mình nó rõ nhất luôn. Tại mấy cái này mình không cần chứng minh, không cần show up với ai hết trơn á. Nó chỉ là thỏa mãn bản thân mình thôi. Đôi khi nó cũng là một cái, anh thấy người ta cũng nói nó là một cái hại, nuôi chiều bản thân là một cái hại. Nhưng mà nghiêng về cái định hướng cuộc sống riêng mỗi người á, thì anh lại thấy nó tuyệt vời với anh. Ok. Cái đó là em cũng đang cố gắng học hỏi cái đó từ một Mình độc lập cuộc sống của mình là được, những cái việc mình làm, những cái gì đó nguồn cung nguồn cầu, mọi thứ nó ok, nó chả có phụ thuộc, nó chả ảnh hưởng gì tới ai, thì cái lựa chọn cuộc sống là nằm ở bản thân mình. Làm sao để mỗi ngày đi qua mình vẫn thấy mình có năng lượng của cuộc sống mình, chứ mình không có bị nhàm chán hay mình bị mệt mỏi hay là mình bị như thế nào đó, cái mình bị hướng tới bên ngoài quá, nó không nên. Hướng về mình. Em nghĩ cái cốt lõi là lắng nghe chính mình. Anh nghĩ là mọi người sẽ có một cái thú vui riêng. Và miễn sao bạn thấy bạn sống vui vẻ cho bạn là được. Rồi giờ lo kiếm tiền quá trời luôn. Mai hết phước, hết đức. Tự nhiên ẻo. Em thấy dạo này người ta có một cái định nghĩa mới là phải vừa kiếm tiền vừa kiếm phước anh. nó nằm sẵn ở đó thôi. Chủ yếu là do cách mình làm gì để mình cho tới đó thôi. Nếu mà bạn càng mình nhiều khi kiếm phước, em nghĩ em làm để em làm phước, em không có phước đâu. Em phải cảm thấy cái việc đó mình có thể làm thì mình làm giúp người ta thôi. Cứ làm thôi, chả mất chả tổn hại bao nhiêu. Nhiều khi mua tờ vé số 10.000 mình không phải đang kiếm 1.5 tỷ, nhưng mà ok tôi chỉ giúp bạn những bán được cái số đó thôi. Mình kiếm được 100.000, mình chia 10 đồng cũng được, không sao. Đấy. Em cảm thấy anh Lăng là một người rất là thoải mái với cuộc sống. Anh nghĩ vậy, anh cũng thấy vậy. Nhưng mà có khúc nào anh chật vật không anh? Thì chính vì em đã chật vật cho nên em mới biết được là cái gì nó giá trị trong cuộc sống. Là anh bắt đầu từ con số âm rồi, cho nên là với những cái chuyện khó khăn anh thấy nó rất bình thường. Bởi vì thật ra do mọi thứ mình đòi hỏi bản thân mình đủ được cái gì để mình làm. Chứ nếu bây giờ mình không có cái gì hết thì mình vẫn tồn tại đây. Mình không có thì mình mới thấy được cái giá trị đó. Mình thấy được cái giá trị đó mình mới trao nó cho người ta được.
như dành cho con em. Ok, cha sẽ chở con đi chơi khu vui chơi hàng tuần. Cha sẽ mua bất cứ đồ chơi nào con thích. Miễn là nó hợp lý thôi. Mày nào chơi súng thì tao cũng sợ lắm. Yeah. Đấy, những cái gì mình cảm thấy hợp lý, những cái gì mình thấy mình có thể cởi mở, mình có thể ủng hộ, khích lệ nó. Có thể nó cái đó nó chơi không xấu, nhưng nếu mà mình không xem xét và không hướng dẫn cho nó thì có thể nó sẽ thành cái xấu thôi. Yeah. Ok, mày thích chơi bốc đầu xe đạp không? Ba dạy mày bốc đầu luôn. Nhưng mà chơi ở đâu con? Chơi chỗ nào an toàn nè, chơi chỗ nào an toàn cho cả con và người ta nè. Chơi chỗ nào để nó không ảnh hưởng gì, và chơi như thế nào để con cũng không có bị một cái tổn hại gì hết. Tổn hại ở đây ok, nó chỉ là cái trải nghiệm va vấp trên cơ thể con thôi. Ba không có sợ con đau. Nhưng mà ba sợ con sẽ không có biết trước được cái đau đó để mà con bị dính phải thôi. Con đau thì ba đau rồi chứ gì. Rồi. Nên ba chỉ con chơi làm sao để con không đau. Để ba cũng thấy con chơi được, ba vui. Yeah. Rồi vậy thôi. Đấy. Đẹp. Đẹp là em thấy cái hình ảnh nó đẹp. Nghe dài. Cái hình ảnh mình chơi với con này kia đấy là đôi khi mình nghe qua tai mình thấy nó là một góc độ nghe nó hơi xấu, nhưng mà biết đâu trong cái tiềm thức, trong cái cách suy nghĩ của nó tốt làm sao. Yeah. Wow. Ví dụ mà mình có một cái lời cuối cùng á mà anh Lăng muốn nói với tất cả mọi người, thì nó sẽ là cái gì? Chắc chắn là nói mọi người hãy tận hưởng thời gian mà mọi người có, cho bất cứ những thứ gì mọi người cảm thấy nó, mọi người muốn nó xảy ra trong cuộc sống của bạn. Ok, bạn có thể chọn một sự nghiệp, hay chọn một đam mê, hay là bất cứ những chăm sóc gia đình, hay là bất cứ đó tùy theo hoàn cảnh mọi người, và chủ yếu là mọi người muốn làm gì trong mỗi ngày trôi qua thôi. Mọi người hay sẽ tự biết cách sắp xếp nó thôi, tôi không thể nói nhiều hơn. Nhưng mà hãy chọn làm cái đó đi, tại vì sao mỗi ngày nó trôi qua, nhiều khi tôi ghét, rất là ghét nghe cái chữ giá như rồi. Tôi sẽ không giá như cho cuộc đời tôi. Nhưng mà ngày mai tôi nhìn lại hôm nay, tôi không thích vậy. Nên tôi sẽ biết cách làm cho nó cân bằng. Để mỗi ngày trôi qua mình đều thấy vui hết. Vậy thôi. Tận hưởng thời gian của bạn, nhất là tuổi trẻ. Ok, cảm ơn anh Lan. Cảm ơn anh Lan. Cảm ơn Tú, cảm ơn Nhi. Lắng động. Em nghĩ đây là một trong những tập nói nhiều nhất. Khách mời nói nhiều quá không? Dạ không, nhiều không. Khách mời nói nhiều lắm anh. Nhưng mà thoải mái anh. Thoải mái, ý là content này khác những tập trước. Không, với lại cả gì nè. Thì nói chung là tập này cũng là anh Lan là người đó inspire em làm cái này đó. Nên là nói chung là em cũng rất là vui khi mà mình làm được tới đây. Nó có ý nghĩa. Anh cũng không nghĩ rằng anh truyền cảm hứng được cho em. Tại vì thật sự trong mắt của anh thì anh rất là respect em luôn á. Anh thấy được cái tầng hiểu biết của em, cái sự nghiêm túc của em trong âm nhạc á. Đôi khi anh cảm thấy rằng nó còn to lớn hơn những gì anh biết nữa. Đó, đôi khi anh rất là respect em. Cảm ơn. Khi em nói vậy thì anh thấy cũng rất là vui. Vì anh biết những cái đó nó cũng chỉ là từ cái bản năng, cái góc nhìn bản năng của mình đi ra thôi. Mình không nghĩ nó có giá trị gì hết. Mình chỉ nói khi thật sự người ta hỏi và muốn nghe nữa. Lần này cũng như lần trước, mọi thứ cũng là risk hỏi và anh cứ trả lời. Ok anh. Ok boy. Đây là camera của anh. Anh có thể chào mọi người rồi. Đây là Lăng LD. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã bị mình nói nhiều nãy giờ. Không có đâu. Để nghe mình nói. Ok, cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người ở số sau. And this is Your Turn Podcast. Be patient for your own turn. Hẹn gặp mọi người ở những số sau. Yes. Chơi em nó tới nơi. Tới nơi em ơi. Chơi tới nơi.